Rồi, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bản Bình Định nha. Sau đây em sẽ test bộ rề bao là M90, C90 vừa về sáng nay thì gửi cho bác chủ ở Hà Nội. Đó là bác Bá Hùng ở thị trấn Quốc Oai, Hà Nội nha. Đó, đặt rất là nhanh tay, đặt tiền sản phẩm này. Hàng về rất là đẹp. Trước khi đi em sẽ dọn dẹp vệ sinh bộ này và gửi bác. Rồi, xin mời anh em. Mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ vào số điện thoại của em nha. 0978 338 114, em ship hàng toàn quốc và mời anh em đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em nha. Rồi, xin mời anh em thăm âm nha. Rồi, xin mời anh em nghe thăm âm. Đây là kênh phải nha. Rồi, cảm ơn em đã xem video và rất là nhanh à, sản phẩm vừa về đã có chủ à, gửi cho anh Bá Hùng ở thị trấn Quốc Oai, Hà Nội. Cảm ơn bác đã tin dùng những sản phẩm bên em à, xin phép dừng video nha.